Nghe nói anh yêu em, chương 8, chuyện năm 2001, phần 2. Lương Duyệt trốn vào phòng vệ sinh, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương. Đôi mắt to đen lộ rõ vẻ thẹn thùng vì lần đầu nếm trải vị ngọt ngào. Trong đôi mắt ấy còn có cả vẻ long lanh quyến rũ trước đây chưa từng có. Trời đất, đúng là một chuyện đáng sửng sốt. Cô tránh nhìn vào gương, tay chân luống cuống điều chỉnh vòi nước ấm. Dòng nước nóng từ vòi hoa sen xối xả từ trên đầu xuống, nhưng những sao động trong lòng cô thì vẫn không xua tan đi được. Khi Trung Lỗi nhích người ra, cô đã nhìn thấy những giọt mồ hôi túa ra trên trán anh. Trong tiếng thở gấp gáp ấy, đôi mắt đen không nhìn thấy đáy, nhìn cô đầy ngượng ngùng. Hình ảnh của cô trong đôi mắt ấy và hình ảnh trong gương vừa rồi giống nhau đến mức khiến người ta sửng sốt. Thậm chí cô còn cảm thấy cái nóng bỏng rừng rực trên khuôn mặt mình lúc đó. Chuyện đã phát triển đến mức này rồi, có nên tiếp tục không? Cô đã từng rất hiếu kỳ về cảnh tượng nam nữ quấn lấy nhau. Nhưng bây giờ, khi cảnh tượng ấy đang bày ra trước mắt cô nhận ra rằng thực ra mình chưa chuẩn bị gì cả. Mặc dù phần lớn phụ nữ đều dành lần đầu tiên cho người đàn ông mà mình yêu thương nhất, nhưng lúc này cô thực sự không thể nào chế ngược được sự căng thẳng của bản thân. Đôi chân cứ không ngừng run lên. Cùng với tiếng nước xối ào ào, thời gian cũng nhích dần từng phút. Dường như cô đã phải dùng đến hơn nửa cuộc đời mà vẫn chưa giải quyết được một vấn đề hết sức nghiêm túc. Cuối cùng cô nghiến răng quyết định, đến đâu hay đến đó, đối phương bất động, ta cũng bất động. Cô bước ra khỏi nhà tắm với tâm thế không hề run sợ, nhưng ngay sau đó cô đã phải thất vọng hoàn toàn. Người con trai khiến cô căng thẳng nãy giờ đang nằm trên giường. Khi tiết mục chào xuân vui nhộn còn đang phát trên TV, anh đã ngủ say như chết từ bao giờ. Cô hừ một tiếng, cơn tức giận trào lên trong ngực. Đúng là uổng công mình vùng vẫy cả một hồi lâu, thì ra cũng chỉ như thế mà thôi. Mình có thêm hiểu biết về sự hưng phấn trong chốc lát của đàn ông rồi. Lương Duyệt tức giận nằm xuống ghế, kéo mạnh chăn đắp lên người, miệng ngáp liên tục. Ôi, hôm nay thực sự rất mệt. Em tắm xong rồi à? Giọng nói từ phía bên phải chiếc giường đột ngột vang lên. Lương Duyệt như cây cung vừa mới thả lòng được một chút, giờ lại căng lên. Cô co người lại trong tư thế đề phòng như một chú nhím sủ lông. Anh lặng lẽ rời khỏi giường, mắt không nhìn cô, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tất cả những gai góc mà cô vừa chuẩn bị để đối phó với anh đồng loạt rơi lả tả. Hơi thở gấp gáp từ nãy đến giờ cũng đã trở lại bình thường. Đến khi Trung Lỗi tắm rửa xong xuôi thì Lương Duyệt đã ở trạng thái nửa thức nửa ngủ, đầu ghé lên ghế, chân và cánh tay phải buông thõng bên ngoài, cả người trong tư thế co ro, trông thật tội nghiệp. Trung Lỗi vụt ngồi xuống giường, nhìn cô ngủ trong dáng vẻ như vậy, bèn đập đập xuống chỗ giường trống bên cạnh nói: em đến đây mà nằm. Cô vẫn nằm trên ghế lẩm bẩm đáp lại: không được, như thế khác gì tự chui đầu vào giọ. Anh cầm chiếc khăn mặt vò vò tóc, phì cười, sau đó nói: ngoan nào, mau sang đây đi, ở bên này dễ chịu hơn, em nằm ở ghế không được đâu. Lương Duyệt vẫn nhắm mắt, lắc đầu quầy quậy, ôm chặt chiếc gối vào ngực. Em không sang đâu, em nhất định không mang mỡ đến miệng để miệng mèo. Đột nhiên, anh nói to: em yên tâm đi, anh đảm bảo sẽ không động gì đến em, sang đi mà. Cơn buồn ngủ khiến cho đầu óc cô đã trở nên lơ mơ. Lúc ấy, cô cố gắng vận dụng toàn bộ phần ý thức còn lại để hiểu xem rốt cuộc là anh đang nói gì. Trong lòng tính toán thiệt hơn một hồi, nỗi lo sợ về con sói háo sắc cuối cùng đã không thắng nổi nụ cười và cái vẫy tay của Trung Lỗi. Vì thế, cô ôm chiếc gối dựa, mắt vẫn nhắm, mò mẫm đi sang, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên giường anh. Một cánh tay ấm áp và rắn chắc đưa cô vào chỗ nằm. Phịch một cái, Lương Duyệt buông mình xuống giường. Cô thở một hơi dài dễ chịu, phải thừa nhận rằng nằm giường rộng dễ chịu hẳn hơn nằm trên ghế. Hơn nữa, trong chăn còn có cả hơi ấm của anh lúc trước, thật nồng nàn. Có rất nhiều điều cám dỗ cô sang chiếc giường đó. Dần dần, cô chìm vào một giấc mơ rất đẹp. Sợ cô tỉnh giấc, Trung Lỗi khẽ khàng nhấc chăn, đưa chân vào. Nhưng Lương Duyệt nằm bên, tưởng rằng đã ngủ ngon, lúc này nói bằng một giọng giáo hoảnh: em đã bảo anh rồi, đừng có ý định gì xấu xa,
anh mà động đến em là em phang teo luôn đấy. Trùng Lỗi phì cười rồi bắt đầu đi ngủ với vẻ rất hà hê. Nhưng tắt đèn xong, anh lại chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Hơn nữa, lòng bàn tay bỗng nhiên lại nhớp nháp đầy mồ hôi. Cả căn phòng chẳng lấy gì làm rộng, tràn ngập mùi hương từ tóc cô tỏa ra. Đáng lẽ vừa mới tắm gội xong phải hong một lúc cho tóc khô đi. Lương Duyệt đã chiếm một phần lớn chiếc giường bằng một tư thế tuyệt đẹp và ngủ ngon lành. Trùng Lỗi bất lực ngồi dựa vào một góc giường xem chương trình ca nhạc trên TV. Đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng anh phát hiện ra rằng đầu óc anh hầu như không để ý gì đến nội dung trên đó. Buồn ngủ rũ cả mắt, nhưng xem ra người đến chiếm giường mình không có ý trả lại chỗ. Anh đành cúi đầu ghé xuống bên tai cô, không muốn làm cô giật mình, anh khẽ nói: "Này ngốc, nhường anh một chút đi." Lương Duyệt đang mơ thấy mình đếm tiền nên rất vui. Vì thế khi mơ màng, nghe thấy tiếng gọi như từ một nơi rất xa, cô đáp bằng một giọng nũng nịu ngái ngủ: "Không đâu, không đâu mà." Giọng nói ấy vang lên trong bóng đêm, bỗng trở nên đầy cám dỗ, khiến cho người đàn ông mất đi sự chế ngự. Ánh sáng từ màn hình TV chiếu lên khuôn mặt mơ màng của cô, khiến khuôn mặt ấy càng đẹp hơn và làm cho anh quên mất lời hứa của mình. Bởi vì có một số chuyện khó có thể được đảm bảo khi chỉ được nói ra từ miệng một ai đó. Lương Duyệt đang chìm trong giấc mơ, và khi cô cảm nhận được rằng mình sắp gặp đại họa thì trên người đã không còn một mảnh vải. Mọi sự chống cự trong lúc mơ màng của cô đều vô nghĩa. Khi đôi môi mềm mại của anh lướt xuống ngực cô còn có cảm giác tê dại không thể lý giải nổi. Những điều viết trong các cuốn tiểu thuyết tình yêu thì ra cũng đều có lý cả, Lương Duyệt nghĩ. Lần đầu tiên nên rất đau, ban đầu có thể coi như cô nửa đồng ý, nửa từ chối. Nhưng sự đau đớn tiếp theo đó đã khiến cô dứt khoát tìm cách cứu mình. Cô nên huy động cùng một lúc tất cả chân tay, răng miệng, móng chân, móng tay, hành vũ khí. Nghĩa là dùng mọi cách thức có thể để buộc đối phương phải dừng ngay hành động lại. Mồ hôi đầm đìa, anh cuống quýt giữ chặt lấy đôi tay đang vùng vẫy và cố tránh cú đạp từ đôi chân dài của cô trong dáng điệu thảm hại, miệng dịu dàng dỗ dành: "Ngoan nào, chỉ một lát là ổn thôi, cố chút nữa đi em." Một lát là bao lâu? Trong lòng cô đầy căm hờn, cô cắn mạnh vào tay anh. Anh không tránh để mặc cô chút cơn giận. Vì thế, khi sự hồi hộp thay thế cho cảm giác đau đớn, cô cũng dần dần trở nên im lặng. Cảm giác hoan lạc xen lẫn với cái đau nhẹ nhẹ khiến cô thả lòng mình, ngón tay cào lên tấm lưng trần của anh cũng bắt đầu lỏng ra. Rồi cô dần rơi vào cảm giác quên mọi thứ xung quanh, tê dại và hơi gian rát, cả giọng nói cũng lạc hẳn đi. Trong màn đêm quyến rũ, lần đầu tiên cô biết về một con người như thế trong bản thân mình. Một con người đã lột xác từ cô thiếu nữ trở thành một người đàn bà. Khi chương trình chào xuân trong TV đang chiếu đến đoạn mọi người cùng lớn tiếng đếm ngược thời gian, anh nghiêng người trườn xuống rồi dừng lại ở khoảng cách phía trên trước mặt cô mấy phân, nhìn sâu vào mắt cô, đưa tay gạt những sợi tóc dính đầy mồ hôi trên trán cô ra phía sau, khẽ nói: "Ngốc, anh yêu em." Rồi liền sau đó, anh tiếp tục hôn lên đôi môi cô, nụ hôn mềm mại và cuồng nhiệt. Trái tim Lương Duyệt đập dồn dập khi cô phát hiện ra rằng thực ra anh cũng là một người đàn ông rất dịu dàng. Lương Duyệt không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cánh tay anh luôn vắt ngang người cô. Tuy có mấy lần nhíu mày buồn bực vì những giọt mồ hôi dinh dính phía sau lưng, cô vẫn không muốn thay đổi tư thế quen thuộc được ôm thân thiết từ phía sau như vậy. Cô giật mình tỉnh dậy bởi những tràng pháo nổ liên hồi. Trong lúc chưa kịp tỉnh táo lại, cô không thể định hình được rằng mình đang ở đâu, nhưng cô ngửi thấy trong không khí và mùi thơm của trứng gà. Vì thế, cơn đói lập tức kéo đến, bụng sôi lên ủng ục. Cô hé mắt một lát, lén quan sát quanh căn phòng, hình như không có anh. Cô vội ngồi dậy, tìm quần áo khắp nơi. Nhìn thấy quần áo vứt đầy trên đất, lập tức máu lại dồn lên mặt. Cơn hoan lạc tối qua đúng là quá điên cuồng. Những cảnh tượng ấy lại hiện lên trong đầu cô, khiến cô đỏ bừng mặt. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô vội quay người lại nhìn. Tấm ga trải giường vẫn sạch sẽ, không hề có dấu vết nào. Trong chốc lát, sự hưng phấn lập tức tan biến. Trong lòng cô dậy lên một cảm giác mất mát rất khó nói lên lời. Cô từng nghĩ rằng chỉ có đàn ông mới để ý đến chi tiết,
Nhưng bây giờ khi thấy mình không chảy máu, thì cô gái luôn muốn kiên quyết giữ gìn đến cùng trong cô đột nhiên cảm thấy một nỗi day rất tiếc nuối, giống như những người sống trong thời đại xưa. Không biết anh ấy suy nghĩ gì. 22 tuổi không được coi là nhiều, nếu bị hiểu lầm là người từng trải và dày dạn kinh nghiệm, suy cho cùng cũng chẳng có gì là vinh dự. Anh ấy còn trẻ như vậy, không hiểu có phải là người cố chấp không. Khi Trùng Lỗi mang đĩa bánh tráng trứng vào, thì Lương Duyệt vẫn đứng thẫn thờ bên giường. Thân hình trần trụi của cô trong buổi sáng sớm chẳng khác gì một tinh linh vừa lén xuống trần gian. Trông cô hoang mang thất thần, nhưng thuần khiết tới mức khiến người khác phải nín thở. Sắc đỏ trên mặt cô khiến anh suýt nữa làm rơi chiếc đĩa, mồ hôi toát ra đầy người. Anh hiểu não đặt chiếc đĩa lên bàn, cố ý húng hắng ho mấy tiếng. Dù trong phòng không lạnh thì em cũng phải mặc cái gì đó lên người chứ. Mới sáng ngày ra mà em đã có chuyện gì vậy? Cô đột ngột quay đầu lại, vẻ ủ rũ cùng với đôi mắt thẫn thờ, hàm răng trắng cắn chặt vào vành môi đỏ. Mọi động tác của cô dường như vẫy gọi anh tới bên. Thế là hai người lại lên giường một lẽ rất tự nhiên. Cả ngày mùng một Tết tuyệt đẹp, ngoài bữa trưa qua quýt với chút bánh tráng trứng nguội ngắt, tất cả thời gian còn lại cô luôn nằm trong lòng anh. Tuổi trẻ sức xuân đang rào rạt, thể chất và tâm hồn đều tới độ chín muồi. Vì thế mà sự háo hức, hiếu kỳ cũng trở nên rất đặc biệt. Biết vị ngọt của trái cấm rồi, ai còn chịu để bụng đói nữa. Sự quấn quýt giữa hai người đã chứng minh việc hai việc. Lần thứ nhất và lần thứ hai đau như nhau. Và cô còn Trinh, vệt máu to tướng trên chiếc ga giường khiến cho cả hai người ngồi ngây ra. Lương Duyệt thậm chí còn cảm thấy bàn tay mình run lên. Cô suy nghĩ trong nỗi lo sợ, không biết có phải mình mắc phải chứng bệnh nan y gì không nhỉ. Trong tiểu thuyết nói là chỉ điểm một vệt như hoa đào thôi mà. Anh cũng lo lắng, vội vàng định chạy xuống gác gọi điện về trường. Lương Duyệt vội hỏi trong cơn hoảng loạn, anh gọi về trường làm gì? Anh vỗ vỗ vào sau lưng cô an ủi và nói một cách cứng cỏi, anh muốn hỏi các bạn xem rốt cuộc là có chuyện gì, nếu không ổn thì chúng mình tới bệnh viện. Cô giữ chặt lấy anh, lúc đó đang mặc quần áo, nói bằng giọng run rẩy, chuyện này mà cũng đi gọi điện hỏi người khác, không sợ người ta cười cho à? Nếu anh cứ nhất định làm thế, em sẽ chết ngay cho anh xem. Dù sao cũng chẳng còn mặt mũi nào mà sống nữa. Có lẽ anh cũng biết là dù có gọi điện thoại thì cũng không chẳng giải quyết được vấn đề. Vì thế, bèn ngồi xuống, không nói gì, lặng lẽ đưa tay lên, vuốt ve sau lưng cô. Lương Duyệt nhìn vẻ mặt đầy áy náy và lo lắng của Trung Lỗi, bỗng nhếch môi cười nói, không sao đâu, anh đừng lo, chỉ một lát rồi nó sẽ tự cầm lại thôi. Cái một lát này và cái một lát lúc trước chẳng khác gì nhau, đều là những khái niệm thời gian rất rộng. Chẳng ai biết cụ thể nó sẽ là bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ. Vì thế, hai con người vừa gây ra tai họa chỉ còn biết đưa mắt nhìn nhau và chờ đợi kết quả của cái gọi là một lát ấy. May sao, niềm vui của ngày đầu năm mới đã lan sang cơ thể, khiến nó cũng biết nghe lời hơn. Đến trưa thì Lương Duyệt đã hoàn toàn hết cảm giác khó chịu. Không ôm đầu khóc lóc, không giơ tay chúc mừng, anh chỉ đỏ mặt nói với cô, để anh đi mua xương sườn và đường đỏ cho em bồi dưỡng, em phải ngoan ngoãn ngồi nhà nghỉ ngơi cho khỏe, không được chạy nhảy lung tung đâu đấy. Anh đi rất lâu, Lương Duyệt nhân lúc đó xuống gác, tới bốt điện thoại gọi về cho mẹ. Giọng nói quen thuộc vừa vang lên ở đầu dây bên kia, ở bên này, nước mắt cô bỗng bình yên chan chứa. Sợ mẹ nghe thấy tiếng khóc sẽ lo lắng, cô bèn bịt ống nói, ngồi xuống, chờ cho hơi thở của mình trở lại bình thường mới dám nói chuyện tiếp. Nói rằng mình vẫn bình an, chỉ cần mấy câu là xong, nhưng cô không muốn đặt máy xuống. Cô rất muốn được nghe giọng mẹ nhiều hơn, dường như qua giọng nói ấy, cô có thể thấy được hơi hướng của quê hương. Mẹ nói, hôm qua bố đã mua về rất nhiều đồ ăn, nhưng rồi sau khi chế biến xong, cả hai lại ngây người bên mâm cơm. Mẹ nói, hằng ngày bố cô thường xem tiết mục dự báo thời tiết của đài truyền hình Trung ương. Mỗi lần nghe nói Bắc Kinh có mưa hay có tuyết rơi là ông lại thở vắn than dài. Mẹ cô kể rất nhiều chuyện. Ở đầu dây bên này, Lương Duyệt chỉ còn biết vừa nghe vừa lặng lẽ khóc mà không thể xen vào câu nào. Đúng lúc ấy, cánh tay cô bị ai đó kéo từ phía sau. Cô quay khuôn mặt đầm đìa nước mắt lại thì nhìn thấy anh. Lúc đó hai tay đang xách hai túi đồ. Anh không nói câu nào, đôi lông mày rậm rạp trao lại. Trong điện thoại, mẹ cô vẫn tiếp tục kể lể. Cô tiếp tục lắng nghe trong ánh mắt quan sát chăm chú của anh.
Mãi cho đến khi cô vẫn nước mắt lưng tròng đặt ống điện thoại xuống, anh mới đặt túi đồ xuống đất, vỗ nhẹ vào đầu cô như với một con thú cưng bé nhỏ. Ngoan, đừng khóc nữa. Nếu em muốn về nhà thì chúng ta sẽ về xem sao. Lương Duyệt ngước đôi mắt đỏ như mắt thỏ trắng lên, lắc đầu. Có bị đánh chết thì em cũng phải kiếm được tiền đã, rồi lấy chồng xong em mới quay về. Anh nhìn cô một hồi lâu rồi khẽ cười và cúi người xuống nói. Lên đi nào. Cô hỏi với vẻ nôn nóng. Để làm gì? Anh đáp. Em đang không được khỏe, để anh cõng em lên. Nói xong, anh đập đập lên lưng mình, ý muốn nói nó rất chắc chắn. Lương Duyệt đưa mắt nhìn quanh một lượt xem có ai không, rồi quyết định để mình nhõng nhẽo một chút, vì suy cho cùng, việc cô đoạn tuyệt với gia đình cũng có một phần trách nhiệm của anh. Tuy nhiên, khi cô bám cố để trèo lên lưng anh, trong lòng cô không khỏi cảm thấy có chút áy náy. Lưng anh hơi trùng xuống khi cô trèo lên, chờ cô ngồi vững, anh nhấc túi đổ lên rồi quàng tay qua chân cô, chậm chậm đi lên gác, trở lại phòng trọ. Cho cô một tấm lưng rộng và chắc chắn, đó chính là lời hứa thầm anh dành cho cô. Anh tự hứa với lòng là nhất định sẽ làm cho người con gái trên lưng anh sống một cuộc sống tốt đẹp nhất đến suốt đời. Anh bước đi rất chậm, từng bước một vững chãi, dường như anh sợ nếu lơi tay ra thì cô sẽ bị ngã trở lại với buồn thương, khóc lóc. Không khí trầm lắng có vẻ rất không hợp với khí thế tưng bừng của thế giới xung quanh. Để làm cho cô vui vẻ trở lại, anh nghiêng mặt cười hỏi. Này, hình như em phải giảm cân thì phải, chư bát giới thì vọng cõng vợ, còn đây thì chồng lại cõng chư bát giới, đúng là không hợp lẽ tí nào. Lương Duyệt đáp vẻ giận dỗi. Xuy, nếu không vừa lòng thì đổi người khác đi, những người muốn cõng em có cả tá. Cánh tay anh đang đỡ chân cô bỗng siết chặt. Không được, em mà dám tìm người khác cõng, anh sẽ không nấu cơm cho em ăn nữa, cho em chết đói luôn. Nghe vậy, cô bèn im lặng ngoan ngoãn, tay ôm chặt lấy tấm lưng đang nghiêng đi vì phải leo cầu thang của anh. Rồi đột nhiên anh nói. Không được, ngày mai anh sẽ giúp em dọn đồ ra ở cùng với anh. Của tốt, phải để bên cạnh giúp mình mới an toàn. Để tỏ sự phản đối của mình, Lương Duyệt cúi xuống cắn lên tay anh một phát. Phản đối vô hiệu, chuyện này không có gì phải tranh cãi, bàn luận cả. Anh cũng không né tránh mà kiên quyết đáp lại. Thế là ngày mùng 3 Tết, Lương Duyệt, cô dâu nhỏ còn đang ấm ức, đã nấp phía sau lưng chàng trai tay xách hai túi đổ to tướng, đưa tay đầy vẻ áy náy nhìn Phương nhục nhã. Người vừa vội vã quay trở lại phòng trọ vì không yên tâm khi để bạn lại ăn Tết một mình. Mặc dù sống chung không phải là chuyện gì mất mặt, nhưng Lương Duyệt vẫn không nỡ từ bỏ nhóm của mình, không muốn từ bỏ thân phận lưu manh để đi theo đàn ông, bởi làm thế ít nhiều cũng là thiếu nghĩa khí. Vì thế mà cô cảm thấy tiếng thở dài và vẻ bất lực của Phương Nhược Nhã chẳng khác gì những chiếc roi quất vào mình mà không gây ra tiếng. Phương Nhược Nhã tối sầm mặt, cuối cùng cũng nhếch một môi bên, lạnh lùng hỏi. Các cậu thuê nhà cũng tốt. Như thế, mấy chị em chúng tôi cũng có điểm để sau này thường xuyên tới quấy rầy. Anh có đồng ý không? Cô đang hỏi chàng trai muốn đưa người chị em của mình đi. Phương Nhược Nhã thấp hơn hẳn Chu Lỗi một cái đầu, nhưng tinh thần muốn bảo vệ Lương Duyệt của cô lại khiến Chu Lỗi cảm động. Anh nắm chặt lấy tay Lương Duyệt, nói với vẻ dứt khoát. Tất nhiên, nhà chúng tôi lúc nào cũng hoan nghênh bạn bè. Vậy thì hai người mau đi đi, đừng làm mất giấc ngủ của tôi. Hai ngày nay ngày nào cũng chơi mạt chược, tôi buồn ngủ lắm rồi. Bỗng nhiên, Phương Nhược Nhã tỏ vẻ rất thiếu kiên nhẫn, quay người đi vào trong, sau đó học theo cách của Cố Phán Phán, đưa chân đá cánh cửa sắt xoảng một cái. Trong lòng Lương Duyệt có chút khó chịu, cô đang định quay vào hỏi Phương Nhược Nhã mấy câu thì Trung Lỗi giữ vai cô lại, an ủi. Đi thôi, kẻo cô ấy lại cáu. Cô ủ rũ theo anh xuống gác, rồi sau đó lại theo anh ra cổng, lên xe, xuống xe rồi lại lên xe. Lúc nào cô cũng đi phía sau anh. Tuy mới 20 tuổi nhưng anh có vẻ rất chín chắn, tấm lưng rộng và bờ vai rắn chắc dường như chứng minh rằng anh hoàn toàn có thể gánh vác được cuộc sống của hai người. Mặc dù vậy, trong lòng cô cũng không tránh khỏi thấp thỏm, lo âu. Ngôi nhà mà anh thuê sẽ như thế nào nhỉ? Ngôi nhà trong tương lai ấy liệu có thực sự chống đỡ được gió mưa không? Tất cả những điều đó cô đều không hay biết. Mây đen bao phủ bầu trời, những bông tuyết bất ngờ rơi mà không hề báo trước. Đây là đợt tuyết đầu tiên trong mùa đông năm nay. Vốn đã quen với cái giá buốt của băng tuyết, Lương Duyệt hít sâu luồng không khí buốt lạnh và bỗng nhiên cảm thấy rất sảng khoái. Cô bật cười to và ngẩng mặt lên, thích thú nhìn những bông tuyết bay trong không trung. Chỉ một loáng sau,
Vai của anh và tóc của cô đã phủ đầy một lớp trắng xóa, nhưng cô không cảm thấy lạnh chút nào. Anh đi phía sau, thấy vậy liền cởi chiếc áo nhung trên người, giang ra che những bông tuyết phía trên cho cô. Anh cúi đầu, ghé sát bên tai cô thì thầm: "Ngốc, anh yêu em." Hơi ấm của anh khiến Lương Duyệt bỗng trào nước mắt. Cuối cùng cô quyết định: "Phải, không nghĩ gì nữa, chỉ cần có anh ấy là đủ." Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.